Đánh căng bên cái là khoảng hai lần cái giọt lá này này, nó không mở ra nữa, nó không to mà nó bé. Nó nở bằng không? Này nó chỉ bằng này thôi. Nguyên cái lá này chỉ bằng này, bắt đầu nó già, bắt đầu nó xanh đậm lại. Còn mũi giáo nữa nó đơ ra. Quý với dòng hữu cơ nó an toàn lắm. Thằng đó thì vừa kháng cây, nó vừa cái kháng cây trồng này. Kiểu dòng lân hai chiều đấy. BK lân hai chiều đấy, lân kali hữu cơ đấy. Cộng thằng Vin, cộng với thằng canxi hữu cơ nữa. Vừa rồi bị gió không anh Khẩn? Đó, chỉ ra coi từ đây rồi đấy. Ồ, còn cỡ mấy ngày nữa sổ rồi. Ngày thì đến mùng 10 đến mùng 5 là sổ này. Như cây này nó sổ xong tí này. Đâu, cái này hả? Cây này nó là sau cùng này. Ủa, cái nó chậm hơn mấy ngày kia hả? Cây này nó ra sau Mỹ, sau mất chắc 5-6 ngày tuần này. Anh làm nó cua chậm lắm. Anh tỉa bông nó hả? À, đây là tỉa rồi. Nhưng cây này tỉa ít, chứ không có tỉa mấy. Thì là nó ra năm nay, cái cây nó ra bông kém lắm. Anh xịt cái gì mà nó dính trắng trắng nhà nó? Cái này biết không, vừa rồi xịt Atencon. Atencon hả? Atencon. Bông đôi à? Cái này Atencon nó bám. Bám không? Áo giáp kẽm hả? Thế em nghĩ thì cũng nên xịt nó, bởi vì cho nên nó đảm bảo cho mình hơn không? Dù nó hơi tốt một chút. Thì phòng như nó nói, cái đợt vừa rồi, cái bông của nhà nó thì hai... Gió đánh năm nay đánh mạnh hơn này. À cái này vậy đánh mất 1/3 tàn nữa. Nhưng anh chơi cái bài dìu đọt thì nó giữ được cái đọt, anh làm khô cái anh không dám tưới á. Nó điểm nó khô luôn cái ngọn luôn chết. Cái dàn này thì đợt này anh đang gọi là đang dàn cho nó nhanh già lại. Cái này được rồi. Còn gió thì là nó muốn nhõm nhõm nè anh Khanh. Nó muốn nhõm nhõm. Cái này nó đang đánh cái này mới xịt được một lần thôi. Mình dùng nền hữu cơ mình dàn cho nó đi chậm lại, cho sượng cái đọt lại. Ủa vô vài bông tí coi. Cái này nó nữa, cái này nó đạt hơn không? Bông này thì cũng thoải mái thì chỉ em vô mà, chỉ 2 cừ thôi. Cái bông vàng vàng sắp nở. Như năm nay có thủ phấn đó không anh hả? Mà khả năng là không, nên thủ nhé. À thủ đi. Méo méo như mày cái chai đầu méo nó ban nó đẹp. Đẹp mình hơi mất công chút thôi. Giá nó cùi là tầm 10 giá. Thu cả 10 giá. Dữ vậy? Đợi thiệt lắm như đồ đấy. À ý bây giờ nó hơi đòi hỏi cái học nó đầy đủ hơn chút hơn. Đủ rồi. Cái lá này cúi gió là đủ lá rồi. À cái bên này. Nó bắt đầu xịt một lần là cái lá này chỉ nhanh rồi. Nó thật nó dài nhanh rồi. Đây đúng rồi, lý tưởng nè. Đó. Hơi bị nhện một chút không? Sau cái cây này thì đỡ những mấy cây có sân ấy. Nó vướng cái trái nhà cũng xịt được kỹ. À. Nó cứ bị cái kiểu gió mùa khô đấy. Gió trước cái gió lớn ấy. Dạ. Mình xịt có được phà, xịt xuống nó phà đi mất tích. Đâu có lên tới ngọn ở nó đâu. Chà, cây này đã. Ở đây thì mình sớm nhất hay là mấy vườn kia? Cái này là đại trà đấy. Nó đồng cỡ nhau không? Cái cổ này cỡ đồng cỡ khoảng rằm là sổ. À. Thì bữa nay là mùng mấy rồi, thì còn có 10 ngày thôi. Tính ra năm nay mấy vườn nó cũng không chênh gì nhau mấy ha. Ở dưới như Lâm Đồng thì bắt đầu nó sẽ nhị chắc cỡ được mười mấy ngày à. Thế là cũng như vậy, trước đây khoảng tầm 20 ngày đó. Ồ, ông Musakin nè. Musakin ra thí gì chưa, có sao đâu. Musakin nhưng mà thấy khả năng là khó được sơi đó. Sao ạ? Nó cứ đụng rụng, đậu xong bắt đầu cũng lại rụng, đậu xong rồi rụng. Kệ nó. Bông phuấn không à? Hả? Bông lá đây. Cái là bông lá đấy, bông lá mình cấu lá ở đây này. Dạ được rồi, cây này nó yếu mà để không ít mà. Không phải, nó cứ rụng à. Hả? Coi cây kia nó sổ cách cây cả 10 ngày mà nó tháo tẹt rồi. Ủa nó rụng hết hả? Ồ, chả biết là sao mà lá thì đâu có đọt đâu. Có đánh như nó cùi đọt rồi này. À. Nó mới khá là rụng đó. Ủa, cái này hả? Nói cái rụng là rụng cái này hả? Cái chỗ này trước nó xùm nó rụng sạch rồi nó. À. Cái này. Nhìn này. Rụng này. Mớ đây. Cái gì căng căng đẹp rồi. Nó có bị mưa không? Không mưa. Không, chưa hiểu nguyên nhân. Nước thì cũng làm giảm, thỉnh thoảng cắt nước cho nó ra ráo đất đấy. Xịt bo rồi cho nó không? Thì xịt, ui. À, xịt đều mà, một tuần xịt một lần mà cứ dưỡng bông mà. Không, hình như nó cũng dày quá, nó rụng bớt rồi. Vì đây là nó, đây chứ này nó rụng hết rồi, nên lảy mấy cái chùm chất được đấy. Ừ. Rụng à? Bù sơ kinh nha. Cây rụng kinh lắm, như này chỗ này nó còn rác hết đâu quả đâu. Ừ. Này, hết rồi này. Nhưng mà
mà xịt cái đăng cô nó cũng không giữ được ha. Không, hôm nay ở đây có bị mưa cơn nào không? Chưa có mưa. Hả? Chưa có mưa. Nhưng mà bông do nó bông này nó không phải là cái bông chính của nó. Cái kiểu bông phướn, bông lá bắt đầu mình cấu đi ấy. Cấu này này, nói này. Đấy. Nó không phải là cái bông chính thức như là thằng đô kia. À cái bông nó cái giống bông lá đấy. À biết là bông phướn rồi, bông phướn sung á, tuôn lá. Nó kém lắm. À. Chính xác là giống như cái bông này này, nó cái chủ này là mới chính xác là của nó này. Nhưng mà như vậy thì nó mới đậu hả? Đậu không? Đẹp cái bông phướn thì mấy khi nó được thành công đâu. Em nhìn coi cái bông phướn này, này. Đó, nó chưa để được cái lá đi đấy, nó là nó kiểu như vậy đấy. Đúng rồi, lạch bỏ hết mấy cái này ha. Mà bây giờ là thì còn cái bông nó đâu? À. Ê, đi qua kìa. Cái hoa tùm lum anh cũng xịt kết hoa giống mấy anh Thái luôn hay sao? Ừ, cũng xịt như nhau, tiện đà làm luôn. Cái này nó đậu được rồi luôn, cái này anh để cứng cái hai tạ như thế. Đây, cái trước mà bữa mà em qua cái lớp bông cổ trước bằng này. À. Anh cắt hết rồi đấy. Lạc bỏ hết rồi đây, cắt hết rồi, sao đúng không? Lấy một phát một cả vườn luôn. Cùng luôn thằng sầu lớn. À. Thì đúng, anh... nó mình chăm nó dễ. Anh... cái đợt trước em vào tôi thỉnh thoảng nó có sót cái chùm như thế này bảo dạ bắt đầu anh cắt để chân lại này bắt đầu nó lại ra lại đồng loạt luôn, tức là cắt xong nó ra cái vị trí đó luôn đúng không? À, có nhiều nhà vườn nó ra luôn cái chân này này. À, nó ra mình phải cắt để lại cái chừa nó một ít cái mắt ngủ này này, nó ra cùng loạt cái chỗ chưa ra rồi ra cùng đúng rồi. Nhiều vườn họ bị rụng hết tháo khớp á, anh rụng anh xả nhị trước anh làm sớm á, nó rụng xong rồi đêm phải cắt làm lại, nhưng mà nó không có ra đạt như cái này đâu anh Khanh. Nó cứ cũng lọt sọt tại cái cử đầu của anh nó ra dữ quá. Đúng rồi, nó bị suy. Ồ, cái này cũng nhiều quá trời luôn à. Nhiều chưa? Loạt này cũng hai lần tỉa bông này. À. Cái này cây thứ mấy anh? Năm thứ mấy? À, 4 năm rưỡi. Nếu bây giờ là 4 năm 8 tháng ấy. Ừ. Yeah. Nó chưa đủ 5 năm. Thì tháng 4 tới này mới đủ 5 năm này. Tầm tháng 4 của năm 2018. Này có 5 ngày nữa là nó dâng hết ra rồi. Ừ, cái này thì tính là rằm tháng 2 nhuận này này. À rằm tháng 2 hả? À, rằm tháng 2 là vào bắt đầu vào sổ này. Bây giờ là báo lắc đắc những cổ đầu cái trước mình không lật đi đấy. Này này, những cổ đầu mình không lật đây này. Tính năm, là một tuần đấy. Năm nay chịu khó anh quét đi anh. Anh quét cái xong mấy cái này nè. Ừ. Nó đậu quá. Tính quét đi. À, cái tỷ lệ cái này nó khó đậu nhưng mà anh quét là cái này nó đậu. Trước mắt là mình làm cái dàn đọt đó. Cái dàn đọt này. À, dàn đọt chìm xuống đấy. Dàn lại thôi. À, đây này, dàn đọt. Ồ, nó đi nữa kìa. Cái nóc thì nó... À, đang... Đây mới mình xịt được một lần. Nó nhúng cái giáo luôn kìa. À, xịt một lần, đấy là cái cơi truyền ấy, chứ không phải là nó ấy đâu. À, cơi lỡ đúng không? Cơi lỡ đúng không? Đang để lại, vì cái lá nó ra mấy lá mà. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 cái lá mở rồi này. À. Còn một cái nhú trên nó đi cơi truyền thì sâu tơ mà. Cái này gọi là cây, người thì kêu ở đây anh kêu cây chiền nha, người ta gọi là cây lỡ, nó ra cỡ cây không ra tiếp cây nữa. Nó đẩy luôn, chưa kịp lụa nó lại đẩy tiếp một hai cái chòi lá nó kiếm trên đấy. Phun thôi, phun cho nó khựng lại. Rồi, đứng lại luôn. Cái này phải hai lần nữa. Là vừa rồi thịt lưu với cái ấy mỏng tay. Thì cho nó già cái lụa lại từ cho nó mở thêm ít đấy. Đúng rồi, cỡ này người ta thả. Đây chắc hơi anh bị lố phân rồi nè. À. Thầy lố phân à, nhổm tiếp à. Cái này không, cái này gần đây đâu bỏ phân đâu. Cái đợt bữa nửa đi bông được nửa đường, nó bắt đầu đi vào tưới bằng can đấy, can đạn đồng nành đấy. À. Nó tơ quá nên nó sung. Sung, tơ sung cái sầu kia nó đâu có đẩy mấy bay đâu. Trời ơi, cây này ơi. Này chịu khó quét nha, quét lên cập nhật mọi người xem. Năm nay chỉ có quét để trái cho đẹp chứ năm ngoái là xấu hổ cả làng ấy. Anh năm nay năm ngoái ba anh em trong nhà cùng trong nhà nó không quét là so ra là nó méo. Toàn bộ hàng xóm mà nó quét rồi trái để trò đó à. Mấy cái cành này hồi lúc nhỏ nhìn nó xấu xí đúng không? Cuối cùng lớn là nó lại ra mấy cành tây ngon. Thì do này nó ép hết cái đàn này, ép hết cái đàn này. À. Ủa, đều hết một cỡ đó chứ anh Khanh. Không một cổ mà. À, cổ bông hết nè. Đấy, bây giờ anh lấy đấy. Cái đợt mà cái bữa em cái bông to này anh cắt nhá. À. Thằng cái bông mà nó đang mắt cua này, ngắn này, tầm một ly này. Cái hai cái thằng mà ra 3-4 phân thì mình cũng lật bỏ đi. À. Nhờ, mình mất công mình cấu lật đi mà nó ra tương đối. À. Anh vô mấy cử đầu nành rồi? Có một lần thôi. Mấy lần thôi. Ủa, có đậu mũ nó kêu ra? Con đít đỏ hả? Không đó. Nó mới kêu á. Nó là đồng chim của anh. Có trái chưa? Đâu, anh lật hết rồi mà. À, lật hết. Theo một cổ bây giờ mà. Rồi. Anh cắt hết mà. Đúng không? Rồi, ngon dữ rồi.
em nhìn này, cái chân anh cắt rồi này. Nó ra chân, nó ra ngay cái chân luôn. Cắt này, nó ra luôn cái chồi bên cạnh này. Đấy, cái chân cắt rồi này. Đấy, nó còn cái di tích cái chân chùm mình cắt bỏ còn này, như này. Đôi khi mình thí điểm luôn anh Khanh, ví dụ như nó thất bại cái ví dụ như đợt nó rụng hết đúng không? Lỡ mưa sóc đầu mùa nó rụng hết. Cái đợt đấy em qua cái bông chân nở như này. Mình cắt luôn. Mình cắt luôn, cắt mình để lại cái chân này. Mình kích lại được. Bắt đầu mình theo cả vườn cái là bây giờ nó cùng theo một cục cổ này. Nó cũng vàng hết đít rồi đây, nó chuẩn bị đỡ này. Nhưng mà khi anh cắt đó thì bao lâu thì anh xịt lại mấy cử nữa thì nó mới ra bữa được. Bữa cắt đấy là hôm em ấy cắt được thời mấy bữa sau anh cắt luôn mà. Cắt nhưng mà cắt xong anh xịt thì cũng theo gần cả vườn là hai cử tinh hóa mầm ngon chết à. Đó, nó theo một cổ luôn. Nếu mà đợt đấy mà để mà mình sau mình chăm được. Anh xịt cái Andaco cắt đây mấy ngày? Chắc 5 ngày. 5 6 ngày. Chân nào chuẩn bị sổ làm được nữa. Mới tưới nha anh. Mới bật bếp tưới qua sáng. Này tưới mát thôi chứ đâu có tưới lúng đâu. Này 2 tiếng. 2 tiếng bếp này đã bao nhiêu nước đâu? Bếp này 1 giờ có 70 lít thôi. Ít nhỉ ha. Một cây mà 2 bếp. Khoảng 1 giờ 70 lít cây 2 bếp. Là 2 tiếng thì 300 lít cho cây tơ nha. Nhưng mà nhiều chủ vườn họ không biết là họ cứ tính bật giờ bao nhiêu. Cái lúc mà nếu mà thời gian mà mình kéo đọt đẩy 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi đấy. À kéo đọt 3 tiếng rưỡi, đúng rồi. Lúng luôn mà, lúc đó là lúng luôn. Có khi là ngủ quên đến sáng luôn. Không có là lúng thoải mái, không vấn đề gì hết. Mình đang đẩy, mình đang kéo đọt mà. Vì cái thằng này cũng kéo được một cây đọt mà em nhìn này. À lụa. Đang lụa này. Thời lố nó này nó đầy tí, nó sung quá đó. Không cái đọt thì sung luôn nói rồi. Nha, đó. Mình nhìn mặt bằng chung nó đang được chuẩn xuống lụa này. Nên mình kéo một cây phụ lúc làm bông ấy. Mấy cây tơ anh cố gắng anh hãm mạnh tay nha. Chứ không là nó sung á, cái nó nhú hết à. Như đây nè, như cành này. Lú chỉ này chết. Lụa thì lụa mà lú thì lú thôi nha. Có đâu có ngừng đâu. Cái này thì anh đánh cho nó mạnh tay là đứng rồi mà. Đánh mạnh tay là đứng mà. Mạnh tay chút nó không nhõm hết. Vừa rồi đánh xịt liều lượng của nó mức độ trung bình chưa cao. Nhưng mà đánh căng tay cái là khoảng 2 lần cái giọt lá này. Nó không mở ra được, nó không to mà nó bé. Nó nở bằng này, nó chỉ bằng này thôi. Nhưng cái lá này chỉ bằng này bắt đầu nó già, bắt đầu nó xanh đậm lại. Còn mũi giáo nó đơ ra. Quý cái dòng hữu cơ nó an toàn lắm. Đằng đó thì vừa kháng cây nó vừa cái kháng cây trồng này. Kiểu dòng lân hai chiều đấy. BK dòng lân hai chiều đấy, lân kali hữu cơ đấy. Cộng thằng Vin cộng với thằng canxi hữu cơ nữa. Lượng cao gấp đôi. Gấp 4. Nó già lá nhanh phải không? Chứ nó không già. Lân kali làm dày lá. Vinco thì làm xanh lá, dày lá Nó không quíu như thằng kia sẽ kéo cháy luôn. Dày lá là trường hợp nó quéo, trường hợp mình pha thằng thuốc sâu mà mấy dòng thuốc vườn nhện vừa rầy nó nóng rồi nó mới méo lá thôi. Còn nếu mà độc xịt nó không thì cái lá này nó không bao giờ nó méo đâu. Cái lá này nó xịt thằng đó vào, cái này nó mà bữa nay mà xịt cái thằng này một tuần sau thằng này cũng chỉ bằng này thôi. Nó nở ra nó đâu có lớn này nữa đâu. Nó không lớn nữa. Nó làm cho đà lá đứng lại mà nó mở ra nó dày luôn. Em nhìn nó mặt bằng chung là lá nó đang xuống màu này. Bắt đầu vào xịt cái liều lượng nó mức độ trung bình thôi. Anh hãm đọt nó, anh hãm cách đây mấy ngày? Hãm vàng lá đó. Cũng 3 4 ngày. 4 ngày. 4 5 ngày chuẩn bị xịt lại rồi. Xịt lại đi. Ngày mai xịt lại. Nhìn nó lú rồi. Mà tuần nữa là nở đấy thì 10 ngày, tuần đến 10 ngày nữa mình phải làm cái này tốc hành đấy. Xịt mạnh á, thấy nó nhú gớm hành quá kìa. Cái nóc á. Đợt này nắng nóng lên nữa để nó càng rướn. Cái ẩm cỡ này là nó rướn nhanh lắm. Thành ra nó bông kém này. Đâu cái này hả? Mình nhớ cái cây này không? Sung quá. Cây sung bông nó kém này. Nhiều cành nó đâu có bông đâu. Không nhưng mà nó lì không ra luôn em ạ. Không như vậy là trái vẫn dư rồi nè. Mấy cái cành nó ít thôi nhưng mà mấy cành nó vẫn có đều hết mà. Mấy cái này. Khúc lâu đây nó đậu thôi rồi luôn. Cái này là thiếu bông này. Thiếu bông rồi chứ. Mấy cành đều có to đó. Đây, cái cành này đâu có rồi. Cành bên kia không có này. Cái cành này đúng ra là gần như không có, bị cái cành nhỏ kia thì đeo được trái chứ mày. Cả cành to đấy đúng không? Cái cành này thì cả một dãi thì mỗi cái cành cấp 2 nó ra thì chùm mày. Nó không đều trên đó mà để dưới đây. Cây này nó bị nó không ra nổi bông ấy. Cây này nó sung mà. Nhưng mà bên dưới bữa là lá đẹp lắm. Dưới này dư sức rồi. Ăn mạnh thì mạnh. Thì bữa nay thì nó ra chòi nó to bông ra thì nhìn thấy nhiều quá. được. Rằng này đâu có được tỉa đâu. nó không có bông để tỉa. Cây năm tư qua năm thứ 5. Anh tưới mấy ngày, anh tưới một lần anh Khanh? Cách 2 ngày, 3 ngày. 2 ngày, 3 ngày tưới này. Lượng bông cây này thì dư bông này. Cây trước ra bông đặc luôn. Phần lớn là ra dư bông. Cái dòng có lại này.
Cái này có ngựa đẹp sắp hay sao em không thấy? Có chứ. Có đúng không? Có chứ không. Nhưng mà bữa nay bò trĩ này phải xịt lại này. À đấy. Những cái bông nó nở sớm này, tối ra coi bò trĩ bò đây trong bông. À. Lắm lắm. Nhìn thế này nhưng mà bò trĩ nó lại nó ở chỗ nào ấy. Không nhìn đâu nhưng mà nó bông nó nở ra bắt nó nhìn kỹ vào bông nó bò lổm ngổm trong bông ấy. Ừ. Mà nó đều gian hết trơn mà chỉ có một hai cây bị sướng sướng cổ này thì nó, cổ bông thì đều cây này nhìn ớn à hả này nhìn nó cái dàn cành thông thoáng ghê anh Thanh ha. Đấy làm cành cắt bạo tay mà. Ừ. Cái đợt năm ngoái năm kia ấy tính là từ chỗ 4m du gốc lên trên chỗ 4m bấm là nó tính vậy là có tầm khoảng 27, 28, 30 cây. À có cây nào lâu lâu có cây 32 cây. Rồi tới 32 cành cái cây đó mới năm đầu năm ngoái thì cây còn nhỏ thì đáng bao nhiêu đâu. À. Nha. Bấm sớm thì nó to cành dưới. Bấm sớm nó đẩy cành ra nó lớn cành này. Giáp tàn mất à. Ôi cái khoảng cách anh trồng mấy mét anh Thanh, quên mất tiêu rồi. Cái này nó hơi dày, 66. Ờ. À. Thôi ăn nhanh cũng được. Ăn nhanh. Không, nó có cái lợi điểm với nhược điểm ấy. Trồng dày thì nó được cái gió nó đỡ. À đúng rồi, ở đây. Nhiều vườn đúng trồng dày ấy. À, đấy à. Là chỉ hàng biên thôi, là cây gió nó đánh nó vẹt nhưng mà trong vườn nó lại có lý chỉ có lý. Sơ cái nóc thôi. Ừ. Nó có cái nhược điểm mà có cái lợi điểm. Trong mưa thì cái nó là nó đẹp, cái cây sau này mình làm tàn làm đồ nó tốt hơn. Không có lý, đúng rồi, cái gió nhiều mình nên trồng dày nè. Mấy em gì đấy đâu, giống gió nó đánh nó sơ này. Đúng không? Mà mẹ ở chỗ nhà mấy cây to đánh cho tới thân luôn đấy. Không, đỡ này. À đỡ nó dạng nó tài nó đỡ. Nha. Bữa em qua cờ đông, bữa qua cờ đông năng á nó khô rang hết à, còn ở cộng không. Anh trồng dài cũng cái quan điểm anh tôi thấy cũng có hợp lý á anh Khanh, nó có gió nó cũng đỡ mà. Cái này bỏ sớm một năm. Cái này hả? Cái này dặm lắm. Ba đúng. Không? Cái này nó cây dặm này. Sau bỏ đây một năm. Mà lại dặm lắm về cuối năm chứ không phải dặm mùa mưa đâu. Tính được thu cả gần năm rưỡi. Cái này anh cứ 70-80 kg vậy đó. 70 kg không? Quá. Hả? Quá. Năm nay chịu khó quét rồi nha. Anh quét là nó đậu hết. Đậu cho đẹp, quét thôi đẹp. Không, đúng trước giờ mình cứ kêu nhiều quá quét sao nổi, đậu biết bao nhiêu nhưng mà mình quét thứ nhất không, là đẹp trái. Nếu mà mình kêu nếu mà số lượng mà nó nhiều ít thì mình quét lấy, mà số lượng mà nó nhiều mình kêu công là tính ra và vẫn lợi nhuận nhiều lắm. Được chứ, tính một đẹp trái. Tính nhau khoảng 3-4 ngàn nên là nó kéo biết bao nhiêu. Hả? Nha. Vì cái sầu riêng nó tính đầu tấn mà. Đúng không? Đâu phải là cái một vài tạ đâu. Cái một vườn khoảng 10 tấn nó chênh nhau khoảng bao nhiêu rồi? Ký thì ký thì nó đủ cho mình nhưng mà cái chất lượng trái nó đẹp mỏng mà. Nó nói về cái chênh lệch giá đấy. À. Như cái 2.000-3.000 ký thôi, bây giờ 1 tấn 20 triệu rồi. Tính là cái này mà thụ phấn cũng khổ lắm. Luồn cái luồn cây để quét đấy. À không đi qua đưa lại một quán. À. Cây này thì đạt cái này năm ngoái thì bông kém, năm nay được bông lại đẹp lại. Ừ. Ngoái bông cây đúng không? Cái này giúp cái ba tạ quá. À, nếu mà cứ để được ba tạ, tạ lá được, cây này để được. Cây này để được ba tạ. Ừ. Cái lá này nó sung. À nó cứ nơi sừng sừng mắt cua nữa anh Khanh. Vì đây là cái chiếc mắt cua bị khô này. Khô hết à, bị khô bao giờ nó đẩy lại nhưng mà nó chả ra nổi đâu vì mình dinh dưỡng nước đều làm sao mà ra được. Khô không? Khô hết. Quá hả? Cái lô mà 2012 mà 13 mà trồng hết cả vườn giờ thế này rồi. Giàu rồi. Thì giàu rồi. Giàu lâu rồi đấy. Không phải giàu lâu. Mới giàu đâu. Giàu lâu rồi đấy. Nhớ. Ngon 1 hectare rồi đấy. Lấy bình có 30 tấn rồi. Không, mấy cái này anh quét cái không rộng hết á. Không quét cả rộng. Không. Nó vẫn đậu nhưng mà méo. Năm méo ra hả? Năm nào cũng méo. Mỗi năm đầu tiên bói là quét trái cho nó. À. Tròn vo luôn cái năm bói đầu tiên. Quét mà. Xuyên quét là được. Đợi rồi. Ồ, ông Ngô Sơn Kinh để ý thử mấy cái cây này cái năm nay thế là sao bông quá trời mà. Chắc là sâu. Chắc sau. Cũng có trái thôi chứ không đến nổi mà anh Khanh. Cái này thì nó đậu là vẫn nuôi được nhưng mà khổ cái là nó cứ mấy cây khổ trước kia là sổ xong nó rụ, sổ xong nó rụ. Ừ. Nhưng mà tại sao nó sốc nhiệt thì không biết. Do nước rồi. Không. Mấy cây kia được cắt nước đấy. Thì ra ra khóa đây, khóa này. À. Khóa riêng lại mà. Cây nào nó sổ trước mình khóa riêng lại. Mà thấy tình trạng thì ông nghĩa thằng em dưới kia nó cũng bảo cũng rụng à. Không anh thua. Mà bông nó ra đều. À. Bông ra đều hôm của nhà này. Mà vẫn kêu rụng. Mấy hôm qua bảo lên chơi uống nước cả hơi cà pháo nó rụng tiệt. Có thủ phán không? Bữa anh có quét nó không? Có chứ. Cũng ra cái chổi quét cái bông nó nở. Quét xong một tuần sau 10 ngày sau nó lại rụng. Chán thì không muốn quét.
Ông vậy từ từ để hết cái mùa thôi coi, nó còn nhiều cái mà, nhiều bông quá trời mà. Nó nhiều lứa bông quá. À, nhiều cỡ không? Nhiều cỡ quá thành ra là nó cái thịt cạnh tranh dinh dưỡng ấy. Với là bông trước bông sau ấy. Hình như năm nay anh mới ra lần đầu đúng không? À, cây này à. Cây này còn quá sớm một năm này. Cây này là cây dặm này. À. Cây dặm cái gốc nhớt này này. Cái dặm nó dặm nổi luôn này. Gốc nhớt hả? À, gốc nhớt đấy. Nó nhìn ngon ta. Bữa là bữa nhà làm là ghép cây đấy. Ừ. Thật là lôi ra dặm. Một bao gì đây? Phân dê, phân gà hay phân bò? Phân dê, bò có tuốt lẫn lộn, phân bò là phân dê mà thực tế là cả bò đấy. Ừ. Ngon mà, cái này bơm thêm mấy cái men vô ủ. Bơm rồi đấy. Chuẩn rồi đó. Bữa trước chưa xin nước làm bông là bơm rồi đấy. Ừ, đây, giờ.